Thế nào? Cậu đến lâu chưa? Đi ski không? À quên, đây là Linh, đây là Ngọc. Ngọc là bạn đến thân với Dũng, quen biết nhau từ hồi mặc quần tùng đấy. Nhưng lúc sau này ít khi gặp nhau vì mỗi đứa chọn một ngành. Ngọc học điện ở Phú Thọ. Linh ngồi đây chơi với Ngọc, kêu gì uống, mình đi xem lại máy một chút. Cô Linh, đợi tôi đi lấy nước một chút nha. Dạ, tôi hồi còn ở Đà Lạt. Dũng thường nhắc đến anh luôn. Anh có hay lên đây chơi không? Mới lên lần thứ nhất. Lên đây thì thích lắm, nhưng hơi xa. Lần sau anh nhớ phone cho Dũng, chúng mình có thể lên đây bằng tàu, đi đường sông thú lắm. Vâng, nếu rỗi tôi liên lạc với Dũng. Lát anh muốn về chung với tụi này thì về luôn. Cảm ơn, bị lên đây bằng xe gắn máy. Dũng nói anh là bạn rất thân mà sao không hề thấy đi chơi với nhau. Có dịp mà anh Ngọc đến nhà Linh chơi. À, tuần tới nhà Linh có bật tiên nho nhỏ, anh Ngọc đến chơi nha. Kìa, Dũng đến. Thế nào, chuyện đến đâu rồi? Anh Ngọc nổi danh là sợ gái. Nếu Linh không tán anh thì chẳng bao giờ anh dám mở miệng đâu. Linh có mời anh đi bạc tiên của Linh chưa? Không biết mình có đi được không. Thứ bảy nghỉ học mà làm gì đi không được. Không phải vì bận học mà sợ phải giúp ông cụ một vài công việc nhà. Chưa, uống đi cậu. Thì cậu chịu khó tôi xếp một chút. Cậu đến cho Linh vui. Linh có nhiều bạn gái lắm, tha hồ mà lựa chọn. Cấm cung mãi thì bây giờ mới kiếm được người ý hợp tâm đầu. Vì hoàn cảnh nên mình chưa kịp nghĩ đến. Hay là quyết tâm kiếm cho được cái môn bài kỹ sư rồi mới chịu lựa chọn. Có người ta chế nhạo cậu và kết cho cậu cái tội đầu mỏ đấy nhá. Hạ nhau vừa thôi chứ, cậu độc mồm độc miệng lắm. Đùa tí chơi, cậu còn lạ gì tôi. Nếu không tin cậu thì đời nào tôi chịu để cho Linh ngồi nói chuyện với cậu nãy giờ. Ở đây ăn cơm hay đi Biên Hòa? Sẵn cậu đi với tụi này lên Biên Hòa ăn đầu cá hấp. Thôi, Dũng và Linh đi đi. Tôi lỡ hẹn với mấy người bạn ăn cơm trưa ở đây. Thôi, dâu nghe, bạc ti của Linh nhớ đến chơi. Nếu không thì khai trừ cậu đó. Đến bao giờ? Cái đó còn tùy. Dũng sợ Linh đổi ý. Linh không muốn lệ thuộc ai cả. Linh chỉ muốn tự do. Thì ba má Dũng đã nói chuyện với ba má Linh.
Ông bảo bằng lòng cái rồi mà. Nhưng tôi chưa bằng lòng. Việc của tôi mà người khác định đoạt được à? Gàn thím nể. Gàn sao được? Xưa thấy mồ thì có. Thời buổi bây giờ mà cha mẹ còn đi nói vợ cho con. Thì ông bảo chỉ việc hợp thức hóa vấn đề bằng cách tiếp tay với tụi mình chứ có sao đâu. Linh, bộ Linh không yêu tôi nữa à? Yêu. Yêu hồi nào mà nữa với con. Hả? Từ trước tới nay tụi mình giỡn đấy không? Giỡn thì không giỡn. Mà giữa tôi với Dũng còn nhiều cái cách biệt lắm. Chúng mình chỉ là bạn. Tôi muốn Dũng xem tôi như bạn, đừng nghĩ gì khác hơn. Làm gì chưa đấy vậy? Thì lần đầu tiên mình tới nhà Linh phải có tư cách một chút chứ. Cảm ơn anh Ngọc. Linh. Đây sao vậy? Sơ ý bị đứt. Thưa bác Mạnh. Dạ. Bà cháu bình thường chứ? Dạ, cảm ơn bác. Bà cháu lên Đà Lạt mấy bữa rồi. Vào chơi đó. Dạ, xin phép bác cho cháu về. Về hả? Dạ, xin phép bác cho. Nghe nhạc của Dũng được không? Đặc biệt lắm. Nếu không nghe lần này sợ chẳng có cơ hội nào khác nữa. Đi không được. Sao không nói trước? Sửa soạn kịp đâu. Sửa soạn sơ sơ cũng được mà. Không ai để ý đến mình đâu. Trễ lắm rồi. Thôi để lần khác. Mời cậu dùng cơm. Cung Măng, dẹp đi. Dạ, xin phép bà, tôi muốn tìm một người bạn. Cô cứ tự nhiên.
Lâu lắm không thấy anh tới chơi. Bận quá vì sắp thi. Nghe cô bạn học cùng lớp với anh nói anh gạo cội lắm phải không? Phải cô Lý nói không? Anh thân với Lý lắm không? Hôm thứ bảy cô mời tôi đi bum mà tôi này bận đi không được, cho nên cô phìa ra chuyện gạo cội. Các cô em mời anh đi bum lắm sao? Thiệt ra tôi không thích đi bum mà chỉ thích nghe nhạc, cho nên ai rủ đi bum tôi đều từ chối. Vậy thì tôi mời anh thứ bảy này đến nghe nhạc, có những băng mới nhất từ Mỹ gửi về. Không hẳn tôi thích nhạc Mỹ, nhạc Anh, mà tôi chỉ thích vài bài có lời thấm thía, gần gũi với tâm hồn mình. Tôi tin chắc sẽ có những bản nhạc anh ưa thích. Được rồi, tôi sẽ rủ Dũng cùng đến. Anh khỏi rủ, chắc anh ấy cũng đến. Có điều tôi muốn nói Dũng không ưa nghe nhạc của người khác. Anh ấy hơi độc tài và tự phụ lắm. Dĩnh ấy có tài thật sự. Anh tốt với bạn lắm, anh biện hộ cho anh Dũng hết mình. Tôi nhận xét sao thì nói vậy. Thứ bảy này thế nào anh cũng đến nha. Được rồi, nếu lỡ đến không được tôi điện thoại cho Linh. Anh ráng đến, Linh chờ anh đó. À, quên gửi anh mấy tấm hình bữa hổm. Cảm ơn Linh, cảm ơn cô Linh. Và thăm anh luôn. Cảm ơn cô Linh. Anh Ngọc xuất sắc nhất lớp. Anh đang tìm cách chế tạo một loại máy truyền hình rẻ tiền. Chắc chắn anh Ngọc sẽ thành công. Là cái chắc. Ban giám đốc đã đề nghị cho anh sang Nhật thực tập cuối năm nay, sau khi ra trường. Ra trường là phải nhập ngũ. Chuyện thực tập chắc còn lâu. Học điện khá vui hơn nhiều phân khoa khác. Cũng vậy thôi, Lý chỉ lo lúc ra trường sợ thất nghiệp. Thôi Linh về đây. Anh Ngọc nhớ chủ nhật này đừng quên nha. Dạ nhớ. Chứ đi mua bánh ra đến ngay đây. Anh không ăn cơm với họ sao? Mắc công chuyện nên đến không được. Rất đồng ý ở chỗ làm lời duyệt cho những bản nhạc ngoại quốc, vì dưới hình thức đó nhiều bản nhạc ngoại quốc có giá trị được phổ biến sâu rộng hơn. Anh đã nghe nhạc Trịnh Công Sơn với lời Nhật chưa? Dạ rồi, rất lạ tai và khá lôi cuốn. Để anh tới đây đi. Tụi này đang bàn về nhạc ngoại quốc, lời Việt. Anh Dũng có ý gì về vấn đề Việt hóa nhạc ngoại quốc không? Tôi nghe cô Linh nói mới mua về nhiều băng nhạc hay lắm. Ngọc mà cũng bàn đi nhạc nữa.
Tôi tưởng các ông kỹ sư tương lai thì khô khan lắm, chỉ thích đến những gì thực tế thôi. Anh Ngọc cũng hiểu nhiều về nhạc, ảnh không chơi nhạc mà biết thưởng thức lắm. Dĩ nhiên là tôi không hiểu sâu đậm vấn đề như cậu, nhưng tôi cũng biết phân tách cái hay, cái dở. Hay đúng hơn là lựa chọn cho mình một cái gì mình ưa thích. Tôi muốn nói về nhạc. Tôi cũng nhận thấy vậy. Cậu có bị tài về lựa chọn, không điên gì về nhạc. Tôi không hiểu Dung muốn nói gì cả. Thông minh nhất nước, giả bộ hoài. Hồi trưa anh tôi với Ngọc có vui không? Vui chứ sao không vui. Tôi đến đây lúc 3 giờ, sớm hơn Dũng 10 phút, và rất trông Dũng đến. Phải mà, bạn tốt mà, lẽ nào lại xế lễ. Thôi, vô nhà đi. Dũng, đừng hiểu lầm mình. Mình đến đây theo lời mời của Linh mà. Nếu anh Dũng thích nghe nhạc, xin mời. Cảm ơn. Nghe nhạc tâm tình thì nên nghe hai người thú hơn. Dạ chào cậu. Cậu Dũng có nhà không? Dạ có. Cậu tôi có dặn nếu cậu có đến á thì chờ cậu tôi chút xíu. Nói cậu Dũng, tôi muốn gặp cậu Dũng, có chuyện cần. Dạ. Dạ thưa cậu, tôi nói mắc công chuyện không thể tiếp chuyện với cậu được. Cậu có nói chuyện nào cậu rảnh không? Dạ, dạ không ạ. Thôi được, cảm ơn chú. Dạ. Ta phải đi lại đằng này một chút. Tao biết thằng Dũng nó đang cay, sao mà giật nổi. Lúc nãy tao muốn chuồn rồi, sáng chủ nhật phải cho anh rơi để đi dạo chi tụi bay đó. Loan đi ăn kem với anh đi. Loan về thôi. Anh đưa em về nha. Loan nhà anh Phước rồi. Chiều nay Loan đi cine với anh nha. Loan có hẹn với mấy chị. Anh có đi lại đi chung với tụi em. Tụi bay rắc rối bỏ mẹ. Sao bắt trước hai vợ chồng tao là có phải đầm ấm không? Để anh hung cưng miếng cưng. Vợ tao có khỉ. Lùn thiếp mẹ mà đòi giỏi được cao. Nó nhỏ nhỏ vậy, nó lớn tụi nó nghe sao? À, tụi bay biết không? Tại vì có tụi bay đây nó mắc cỡ thì sự thật hai đứa tụi tao hạnh phúc lắm. Hạnh phúc khỉ khô. Anh là con khỉ mắc mưa. Ê, nói nữa hả? Sáng cho chiếc giày bây giờ. Nói giỡn chơi vậy, làm gì dữ vậy? Tụi anh xin lỗi đó, nên anh hung miếng cưng. Lỗi, anh nặng nặng. Cảm ơn Dũng khỏi vô, tôi xuống đây được rồi. Khoan, Linh chịu khó ngồi lại một chút. Dũng muốn Linh xác định lại một lần cuối. Thôi thì tôi đã nói rồi, bao giờ Dũng cũng là bạn của tôi. Chỉ có vậy thôi à? Chỉ có vậy thôi. Dũng muốn cái gì cũng phân minh rõ rệt. Nếu chúng ta chỉ xem nhau như bạn thì Dũng cần gì phải chạy theo Linh cho khổ. Linh có bắt Dũng phải chạy theo Linh đâu. Thì Linh cứ nói thẳng cho Dũng biết, hiện đang có một kẻ thứ ba. Cái đó có liên can gì đến Dũng đâu. Nghĩa là Linh đang yêu một người khác. Nếu đúng vậy thì có gì mà Dũng phiền. Thôi để tôi vô nhà, buồn ngủ lắm rồi. Có gì để lúc khác hãy nói. Dũng muốn Linh nói thẳng cho Dũng biết, chúng mình có còn hy vọng nào nữa để đi đến việc hôn nhân không? Thông minh như Dũng, chắc chắn Dũng cũng biết nhận xét chứ. Linh muốn nói là chúng ta nên chấm dứt. Cái đó tùy Dũng. Nghĩa là hết, hết tất cả. Cái đó cũng tùy Dũng. Thôi được rồi, tôi chẳng còn biết nói gì hơn nữa.
chúng ta tình yêu thiết tha ngập mình trong quá đôi ngọt ngào bừng bừng như uống ly rượu đào rồi cùng ngây nước câu thì thào ngàn lời yêu dấu tình còn em mừng trao trái thơm ngọt ngào bừng bừng như uống ly rượu đào rồi cùng mây nước câu thì thào ngàn lời yêu dấu tình còn e ấp trên môi cười mà hồn như cửa nhau lâu rồi tưởng chừng như đã trao trọn đời cùng người dấu yêu chiêm sáng nhấp nhô trên ngàn khơi chuyện tình từ đó kết hoa trên vạn lối yêu nhau như gió vơi mây trên trùng dương yêu nhau như cá nước vui quên ngày cơn sóng say cùng cơn gió bay ngập mình trao khóe môi ngọt ngào bừng bừng như uống ly rượu đào rồi cùng mây nước câu thì thào ngàn lời yêu dấu tình còn e ấp trên môi cười mà hồn như của nhau lâu rồi tưởng chừng như tao thấy giải tán đi cho xong, tiếp tục vô ích. Lúc đầu thì hăng say, đùng một cái tất cả đều sụp đổ. Ba tao mới la tao hôm đó, ông không cho tao dược nhạc nữa. Nếu mà tao đậu kỳ này thì ông cho tao xuất ngoại. Bộ tụi bay cha hả? Ăn uống dơ dái của bài tụi lưng mà dọn dẹp hoài của tao mỏi tụi bay hả? Hay là tụi mình nghỉ vài tháng, rồi thử tìm một giải pháp. Không giải tán, không sụp đổ, không rút lui và không tạm nghỉ. Vì ta đã tìm ra một lối thoát. Ta được tụi bay tín nhiệm, thì ta phải xứng đáng. Ta biết ta không còn hăng say như lúc trước nữa. Vì tao... Thôi, hỏi cái tạ quán nữa. Anh em thông cảm cả mà. Tao đã nghĩ ra một cách. Tao đã thấy được con đường trước mắt tao. Cái khó là mày phải đi tìm một hứng thú. Có hứng thú mới có hăng say. Và có hăng say mới có thành công chứ. Tụi bay đồng ý chứ. Sắp có một cuộc cách mạng lớn trong giới nhạc lẻ. Tăng 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 tăng. Tao xin hẹn với tụi bay, trong 24 tiếng đồng hồ, tao sẽ là con người hoàn toàn đổi mới. Có thiện đó nhà nội. Ngày mai tụi bay sẽ thấy. Lát nữa Phương đưa mình đi nhé. Nếu nhờ Phương, mà tôi làm được việc gì trong lúc này, tôi sẽ nhớ ơn Phương mãi mãi. Tôi chả giúp gì được cho Dũng đâu. Nhưng chiều ý Dũng, tôi sẽ dẫn Dũng tới nơi đó.
Thằng Dũng nó đi phi với cô Phương rồi đó. Tụi bay tìm cách gửi cho nó đi, không thì nó cũng sẽ chết chìm như con ấy. Anh biết họ đi đâu không? Chắc chắn là lò võ đánh, hẻm phở xe tăng đó. Nhưng em đến đó không được đâu. Tao tội nghiệp cho nó quá. Thất tình, đờn hết nổi. Bây giờ chàng ba bèn đi học thấu kèn Ấn Độ. Anh lúc nào cũng cười được. Chúng lẽ cô biểu tôi khóc. Bộ anh không thấy tội anh ấy sao? Anh Dũng, chị không biết điều. Tại sao lại lôi cuốn anh ấy vào vũng lầy của chị? Mọi người đều có quyền làm theo ý muốn của mình. Ai lôi cuốn ai đâu? Nhưng chị hư hỏng ai cũng biết mà. Phải, các cô ngoan cả, các cô quý phái, các cô có quyền khinh khi bọn gái nghèo, với hạ cấp, với bụi đời. Chị tha lỗi cho Loan. Loan không muốn anh Dũng trị lạc. Loan không khinh khi ai cả. Vì anh Dũng, Loan lỡ nặng lời. Chị tha lỗi cho Loan. Em đến đây chi vậy? Về đi, để anh đưa Dũng về cho. Dạ anh có sao? Nếu nó còn đến đây một lần nữa. Loan ở đây một mình suốt đêm qua. Dạ. Để làm gì? Để chờ anh. Đi suốt đêm không về, ba má không rầy sao? Ba má Loan đi vắng cả. Ở nhà lo quá, không ngủ được. Loan ra đây chờ anh. Tại sao Loan lo dữ vậy? Vì không ai lo cho anh. Và ban nhạc sắp tan rã. Tại sao lại tan rã? Vì không có người cầm đầu. Và toàn thể anh em chán ngán. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, anh sẽ cố gắng. Sao anh không cố gắng từ lúc ở cách về? Vì anh đã mất tất cả hứng thú và không còn giữ vững được thăng bằng.
cho nên anh đi theo Phương, bắt chước Phương. Anh cho đó là một phương tiện để tìm lại hứng thú, hay là để bê bối hơn nữa và để mọi người khinh khi? Lần nào đây sớm vậy? Hôm qua con ngủ lại ở đây. Bà không sợ ma sao? Người còn không sợ, việc gì sợ ma? Sao? Nhỏ này mới bụi đời tối hôm qua hả? Uổng quá, phải tao biết tao tổ chức đêm không ngủ theo kiểu La Mã rồi. Lo đến đây chờ anh Dũng và tất cả các anh để xem có nên tiếp tục giật nhạc hay giải tán. Không giật thì tụi này đến đây để làm gì? Không lẽ đến để chở dàn đồ này đi cầm để hút à? Tụi bay chế nhà tao. Nói thiệt, tụi tao thấy mày đi dí con Phương, tụi tao biết ngay tẩy nó liền. Nó rủ mày đi đâu, tụi tao biết ngay. Không ơ thì cũng choát. Chỉ có hai việc thế thôi. Đó là quyền của tao. Quyền của mày là chuyện dĩ nhiên rồi. Nhưng mà mày sẽ đi lần đến chỗ bê bối. Nhất là mày đã nhận mấy cái show mà có từng nó chưa giật được bài nào. Thì còn chờ gì không bắt đầu ngay đi. Sao ta vẫn cô đơn? Sao ta vẫn cô đơn khi em kề gần? Sao ta mãi lang thang? Sao ta mãi đi hoang khi em chờ ta? Trong khu phố xe xua, trong khu phố chen đua, sao ta thấy hoang vu cũng như sa mạc thôi. Khi chân thấp chân cao, trong khu phố lao sao, đêm lung linh đèn màu. Trong hơi khói cay cay, trong giây phút say say, ta quên đi ngày mai. Ngày lễ thế không yêu mê, đôi tay trắng với bao nhọc nhằn, chờ đêm qua, đêm không qua, đêm ngủ tối chỉ thêm yêu phiền, chỉ yêu sầu nuối theo dòng đời. Sao ta vẫn không vui? Sao ta vẫn không tươi khi em mỉm cười? Sao ta mãi bồn ba? Sao ta mãi bê tha nghêu ngao mình ta? Ta không muốn không mong, ta đi đến hư không, xa đi những ganh đua, ta không mộng làm vua. Khi chân thấp chân cao, trong khu phố lao sao, đêm lung linh đèn màu. Trong hơi khói cay cay, trong giây phút say say, ta quên đi ngày mai. Ngày lễ thế muốn không mong, ta đi đến hư không, xa đi những ganh đua, ta không mộng làm vua. Khi chân thấp chân cao, trong khu phố lao sao, đêm lung linh đèn màu. Trong hơi khói cay cay, trong giây phút say say,
ta quên đi ngày mai. Ngày lễ thế không yêu mê, đôi trai trắng, đôi bao nhọc nhằn. Chờ đêm qua, đêm không qua, đêm mù tối, đêm yêu thiền. Bóng đêm triền miên, sao đêm vẫn không qua, sao đêm vẫn không qua. Đời ta. Yo. Đã quá, cho ly nữa đi. Kính thưa các bạn, long trọng tuyên bố Dũng toàn thắng. Vỗ tay. Đi chơi với nhau, đi cùng đi, về cùng về. Xé lẻ là mất vui. Vậy mà ở đời này toàn những tuổi xé lẻ không à? Thôi quên đi. Những gì xảy ra là do sự sắp đặt của quá công hơi đó mà phiền mà đâu. Không có tổ mày, chứ mua đi bán người ta. Khi người ta giận quá mất khôn. May là vết thương không quá sâu, chút xíu nữa thì trúng phải dây thần kinh, anh có thể bị loạn óc. Bác sĩ nói như vậy. Tôi là mất thì giờ của Linh nhiều quá.
bổn phận của Linh là phải săn sóc cho Ngọc. Vì những chuyện xảy ra, lỗi chính vì Linh. Không lỗi ai cả. Anh Ngọc thấy khỏe không? Chỉ hơi ẩm cái đầu, vì cái băng làm mất cả thoải mái. Dũng có điện thoại cho Linh nhiều lần, nhắn Linh xin lỗi Ngọc. Hồi sáng này nè, Dũng còn điện thoại nhưng Linh không muốn nghe. Ngày nào cũng chừng ấy chuyện. Linh nên nghe Dũng nói. Dù sao Dũng cũng là bạn thân của Linh. Muộn quá rồi. Dũng đã làm chết tất cả những cái gì tốt đẹp vì tính hung hăng của Dũng. Linh nên để cho Dũng có cơ hội tạo lại hòa khí. Muộn quá rồi. Khó mà quên được. Vì tình bạn, vì Dũng là bạn thân của Linh từ lâu, nên Ngọc đã cố tình xa lánh Linh. Ngọc tự dối để làm gì? Để đừng mất một người bạn. Tại sao lại phải hy sinh trong lúc Linh không là gì của Dũng cả? Ngọc tưởng làm như vậy là hợp lý hơn. Nhưng Ngọc đã lầm. Vì Ngọc yêu Linh. Yêu từ buổi ban đầu. Ngọc đã tự dối mình. Cố nén, cố xua đuổi để đừng mang tiếng với bạn. Ngọc định tự dối đến bao giờ nữa? Linh. Linh. Ngọc yêu Linh. Có ai cấm Ngọc yêu Linh đâu. Và nhất là Linh cũng yêu Ngọc. Linh, em đừng nói nữa. Không hiểu tại sao chúng mình lại có thể dại dột như vậy được. Linh, em đi đâu đó? Em đi về nhà em. Em ngồi lại đó, nghe nói chuyện một chút đã. Anh muốn nói gì? Linh à, anh yêu Linh. Linh tha lỗi cho anh. Con này có bộ thất tình dữ hả mày? Con bộ bô hả mày? Để tập tán thử nó coi. Ê bộ, bộ thất tình lắm hả? Ngoài đây,
kiếm ai? Anh Dũng, về đi anh. Con đi về đi, em đi theo anh hoài vậy. Không hiểu tại sao chúng mình lại có thể dại dột như vậy được. Quả quyết với mày rằng tao không phải là thuộc về hạng giàu mới,
Tao giàu sẵn. Tao làm ăn lập thời, tao làm giàu thêm. Chứ mày đừng có nghe ai đồn bậy mà tưởng rằng tao thuộc về hàng giàu mới. Ông này lạ thiệt. Con nó có nói ông đâu mà ông phải tự biện hộ. Thế bây giờ bà tính sao? Tôi hiểu ông. Tôi có nói vô ông cũng báo. Thuộc về cuộc tình duyên, nhưng mà hai cái tuổi này thì hợp, nhưng mà cô phải ăn chay niệm Phật, phải cúng kiến, thời về sau vợ chồng mới được tốt. Tuổi Giáp Thân, tuổi Quý Mùi, tuy nhiên hai tuổi không hợp, nhưng mà hợp phải chờ hai tháng nữa, thời ăn chay niệm Phật, lễ bái thần thánh, thời mới được tốt. Cửa không khóa, vô đi. Kiếm tôi có việc gì? Tôi không là người yêu của ai cả. Xin đừng lại để đánh ghen. Tôi sợ cái trò đó lắm. Linh đến để nhờ chị một việc. Cô cần tôi giúp cô. Một người mục nát như tôi à? Dạ. Nghe các bạn nói, chỉ có chị mới quen biết nhiều người, chị mới giúp Linh được việc này. Việc gì rắc rối là có tôi. Cuối cùng không được ai trả ơn cả, mà chỉ toàn bị nghe chửi đều đều. Chị, em... Tìm tôi cái việc gì? Có một người bạn chỉ tôi đến đây, có chút việc muốn nhờ đến gì. Ai vậy? Dạ cô Phương. Con Phương Ghiền à? Thiệt là cái đồ quỷ sứ đó, văng nó rồi mà nó còn bép xép. Chị ấy nghĩ tình cảnh của cháu mà giúp cho cháu đó. Cô có đem tiền theo? Dạ có. Bao nhiêu nữa? 10.000. Dạ đủ chưa? Chưa đủ. Ở đây tôi làm phải 20.000 mới đủ. Đó là giá đặc biệt. Cô là nữ sinh phải không? Dì cứ yên tâm, cháu lo đủ cho dì, không sao đâu. Được. Cô đem tiền cho tôi. Sáng mai đúng 7 giờ cô trở lại. Và cô nhớ đi một mình, đừng dẫn ai theo nha. Nếu có ai theo cô là tôi không làm đó. Kẹt lắm mới nhờ đến dì. Chứ mẹ nào lại nỡ giết con. Cô đưa tiền đây cho tôi. Dạ. Cô phải cam kết, nếu có gì không may xảy ra cho cô phải chịu tất cả. Không thưa, không gửi. Cô biết cái chuyện làm phi pháp như thế này, ở tù dễ như chơi, mà có được gì xứng đáng đâu. Thôi được rồi, bây giờ cô cứ về đi. Sáng mai đúng 7 giờ đến. Nhớ đừng đến trễ nha. Cô ăn sáng chưa? Dạ cô uống chút sữa rồi. Cô ngồi chờ tôi một lát, tôi sửa soạn ống chích cho cô nha. Dạ thưa, chừng nào mới xong à?
Mau lắm, cô sẽ về nhà ngay, trước 12 giờ trưa nay. Cởi áo rồi cô, lên bàn nằm đi. Cởi hết tất cả nha. Mau lên đi cô. Con định giết người ta hả? Ông muốn ở tù lục xương không? Ông lại, mày dám xâm phạm gia tư người ta? Ông định hành hung tôi hay là định tống tiền tôi hả? Nếu bà muốn, tôi sẽ đi kêu lính ngay bây giờ. Tôi bắt được quả tang bà đang định giết con tôi, đứa con trong bụng cô này. Cô này là vợ của ông à? Ông đừng có nóng, chuyện đâu còn có đó. Thủng thẳng mà nói, la lên làm chi, có lợi gì đâu. Bà đã làm gì em chưa? Bà đang sửa soạn chip cho em. May mà đến kịp, nếu trễ một giây là ân hận suốt đời. Sao em dại dột quá vậy? Bà vui lòng đi ra quận cảnh sát để giải thích về việc này. Tôi đi cớ ngay bây giờ đây. Cậu nóng nảy chi vậy? Tôi có làm gì đâu, tôi giúp cho cổ mà. Làm ơn đó không được trả ơn, còn bị mang tiếng quán nữa. Bà đã giết bao nhiêu ương nít rồi, bà đã giết bao nhiêu mạng người rồi. Cậu nói chi quá đáng vậy? Cậu đừng có nóng giận, cậu giận là mất khôn. Cậu la lối ông sòm, lối xuống mà ta nghe được là có chuyện không hay nó xảy ra. Em trả bao nhiêu tiền rồi? 20 ngàn. Đây, tôi xin trả số tiền này lại cho cậu. Tôi xin cậu 5 ngàn tiền công tiền thuốc của tôi. Bà trả lại đủ số tiền cho tôi. Nè, thí cho bà. Ông không được hỗn láo. Vừa tôi chứ, tôi mà la làng lên đó là ông xéo tù ngay. Bà có gan cứ việc la đi. Tôi hành nghề có giấy phép đàng hoàng, tôi không sợ ai cả. Xin mời bà, cứ việc thẳng tay, có ai ở tù cho biết. Đi về em. Suối quẩy thật mà, gặp trên cái tội của hồn gắt đắng gì đâu không. Có 20 ngàn mà nuốt con trôi nữa. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dày. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tin đồng nào gõ nhịp khôn nguôi. 20 năm làm kiếp con người, đêm một chiều tay trắng buông xuôi, lá úa trên cao rụng đầy,
năm bao chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu xây mòn anh đã vùi. Xin úp mặt vùi vùi từng ngày qua ngoài ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá sắc sơ cây từ vực sâu nghe lời mời đã gầy. Ôi gác vùi phần này vết mực nào xóa bỏ không hay. Ngồi xuống đi. Bây giờ cậu tính sao? Cháu xin bác tha thứ tất cả lỗi lầm của cháu. Cậu nói chuyện nghe dễ quá. Hay bác bắt cháu chấp nhận bất cứ một hình phạt nào, cháu cũng xin chịu. Để làm gì? Để cho cháu và Linh, để chúng con được thành vợ, thành chồng. Cậu chỉ tính toàn những chuyện có lợi cho cậu không à? Rồi lấy gì mà sống? Con gái của nó sống sung sướng từ bé đến lớn. Cháu sẽ cố gắng không để cho Linh phải cực nhọc. Gắng sao nổi khi có con có cái. Lúc đau ốm hoặc là cậu còn phải đổi đi làm việc ở nơi xa nữa chứ. Mà ông còn ngồi đó đấu lý hoài. Cái tạc ông lúc nào cũng vậy à. Chuyện đã lỡ rồi, bác biết cháu không muốn như vậy. Mà con Linh của bác nó cũng không muốn như vậy. Đến những người lớn hơn cháu còn có đôi lúc lỗi lầm. Lúc đầu bác cũng có buồn. Ai có con gái cũng đều nghĩ như bác. Nhưng suy nghĩ cho kỹ, bác thấy cháu người hiền hậu, ngay thẳng, cháu cũng không đến nỗi nào. Bà ấy để yên cho tôi nói chuyện cho có đầu có đuôi đã nào. Nãy giờ ông nói nhiều rồi mà không đâu vào đâu cả. Nếu cậu Ngọc không đến kịp, lỡ có xảy ra chuyện gì cho con Linh, giờ phút này ông được ngồi yên đó mà nói lý không à. Thì bà cũng hãy từ từ chứ. Chuyện gì mà gấp gáp. Ông để tôi hỏi tụi nó một câu. Cậu Ngọc, cậu có thật tình thương con Linh tôi không? Thưa hai bác, cháu thật tình yêu Linh, không có một ẩn ý gì để hai bác có thể nghi ngờ. Con Linh, con suy nghĩ kỹ chưa? Con đã suy nghĩ chín chắn rồi. Sau này con không đổi ý à. Má muốn nói là vợ chồng không phải một ngày, một tháng, một năm, mà là vợ chồng phải ăn đời ở kiếp với nhau. Thưa ba má, đó là điều dĩ nhiên. Chuyện đã lỡ rồi, gia đình chúng tôi sợ nhất là tai tiếng. Hai bác thương Linh, xin hai bác tha thứ tất cả. Để cháu xin phép hai bác, cháu đưa ba cháu qua thăm hai bác. Được rồi. Được rồi, cậu mời ba cậu qua đây chơi, để cho vợ chồng tôi được hồi chuyện giữa người lớn với nhau. Nơi đây bước chân xin tìm đến người, nơi đây cánh tay xin chào đón người, nơi đây có cây xanh gợi ý tình, nơi đây gió mây nghe hồn tái sinh, nơi đây cánh hoa xin dâng đến người, để như nở hoa trong vạn tiếng cười, ầm vang dưới phố như dậy núi rừng, để chi hát ca theo từng bước chân. Ngày hỡi cháy chỉ hôn ngọc hoa, ngày hỡi những đóa hoa rực rỡ, ngày hỡi sương mờ trên rừng cỏ, hay lắng nghe tình ca yêu nhau không rời xa. Từ đây có nhau trên vạn nẻo đời, cầm tay dắt nhau đi trong kiếp người, và ta sẽ chia yêu thương khắp trời. Tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi.
Làm gì ở đây? Lan đi chơi. Còn anh làm gì ở đây? Để ý mấy lúc này đi đâu cũng thấy em. Em cố tình đi theo anh phải không? Đâu có. Tại sao anh vẫn thấy em ở bên anh hoài vậy? Lan muốn nói với anh một chuyện. Chuyện gì? Anh khổ sở lắm phải không? Khổ vì Linh cho anh rơi. Ai nói em vậy? Mọi người đều nhận thấy vậy. Kể cả em. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Người ta thường nói cỏ ở nhà láng giềng bao giờ cũng xanh hơn cỏ ở nhà mình. Để kết luận, không ai đi mù như anh. Hạnh phúc đang ở trong tầm tay giới.
mà anh cứ mơ mộng xa xôi hoài. Nghĩa là Loan muốn nói là thì ra là Loan yêu anh. Còn anh? Anh chưa kịp nhìn lại, nhưng may mà chưa có muộn màng. Ngập ngừng trao khóe môi ngọt ngào, tình bình như uống đi thu đào. Tình như